Anh lại ra ban công rồi kìa. Ê, Hello nó ra ban công đóng cửa lại rồi nha. Đủ ném ghế kìa. Rồi. lại đóng cửa vào kìa. Thế là kéo gì? Khỏi phải mở. Có thằng cũng đang mở. Đi mẹ nó hồi sinh ở chỗ cái cầu kia kìa, nó hồi sinh ở chỗ Mark the này. location. Đây. Mark the Đã, location. Watch out. Nhà tầng qua cấp 6 này. Chúng ta đang ngồi. Này, ta đang ngồi im chờ nó lên. Nằm đi. Chị, bà một đau luôn. Đùa. Đi mẹ ảo vậy. Kéo bây giờ một đầu có chết chứ. Em bị đầy máu nữa chứ. Thằng kia nó bắn gì ảo rồi ta. Thằng nó cứu xong rồi, nó cứu xong rồi nha. Vậy nó trên mái đâu, nó dưới tầng 1. Đây hai thằng mà. Thằng nào bị cháy à? Nó sắc hoàng. Con đống nữa chưa? Ôi nó đẩy à? Đẩy mở các con này. Cái thằng Thái này định phải bán ảo kia ta. Cái đều có 1.5 mà định phải bán ảo lắm. Mà tao không nghĩ là cái pha đấy nó bắn nó nốc được tao luôn á. Phải nổi 4.8 đam không nó được nó.